Trời ơi, 23 triệu của tôi. 23 triệu chứ đâu phải 23 ngàn đâu. Ai, ai có thể lấy của tôi? Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Anh coi, mình đem cái này cho mấy bạn coi được không? Mà chừng nào? Tối nay. Hả? Tối nay, lu bu lắm á. Lỡ làm mất một cái là ba đánh đòn luôn á. Anh á, cái gì cũng không được, không được. Chán anh ghê. Hay là mình lấy máy chụp hình, mình chụp lại, rồi đưa cho mấy bạn coi. Vậy sao mấy bạn tin được? Không tin thì biết làm sao? Khi nào ba đi xa thì mình mới mượn được. Từng cô ơi, Ông nội kêu kìa. Khoan khoan, cho em coi lại lần cuối coi. Cái này Nhanh mà cho nhanh nhóm lên. Hương làm coi cho nó lé Rồi mắt rồi, luôn. lé biết rồi. Rồi, để đại đi. Nhanh 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 nhanh. Ba ăn cá đi ba, cá này ngon lắm á. Bên ngày mốt con ở chợ ba chân đi chơi nha. Ở đâu con? Dạ ở sân vận động á ba. Ở sân vận động? Dạ. Không được đâu con. Ba thấy cái hội chợ này mà tổ chức ở sân vận động thì không an toàn đâu. Ở chỗ đó nội có phim 5D nữa nội. Vậy hả? Hay lắm á, coi đã lắm á nội. Nội cho tụi con đi nha. Mà đi như vậy á thì làm sao mà học bài? Thì tụi con học bài là bà chú. Ba con đi xem đi ba. Bà phải coi con gái của bà có ngoan hay không thì bà mới hứa chứ. Có con ngoan mà ba. Nhưng mà con đi như vậy rồi sao con học bài được? Dạ con làm hết bài tập với bà học rồi con mới đi. Ở hội chợ nó xô bồ lắm. À, cái hè này á ba trường dẫn con lên thành phố chơi vui hơn. Dạ thôi, hè lâu lắm, con muốn đi giờ à. Bà ơi, cho con đi đi. Thôi được rồi, để hôm đó 3 giờ cô Mỹ Linh sẽ dẫn con đi. Bà ơi, cho đám bạn đi theo với. Bạn con? Dạ. Bạn con là ai? Dạ là Quốc Thắng nè, ừ. Ốc Nhỏ nè, Tân, dạ Khôi. Ba đồng ý. Quang hô ba. Được rồi, bà cho con đi đó. Yeah, quang hô ba. Thôi được rồi, nội cho đi. Nhưng mà phải đổi lại một việc. Việc gì vậy ba? Còn phải hết sức ngoan ngoãn nghe lời của Mỹ Linh. Ừ? Dạ. Ừ. Điên lên mặt cha thì cứ gọi hoài. Cái thằng mặt chết này.
làm gì mà không nghe máy kia chứ? Triệu mất không sao? Của báo của tao đâu? Hôm nay con của chúng ta chào đời, em sinh ra một đứa con gái. Một đứa con gái. Nó giống anh y như đúc. Con của mình nó có một chiếc bớt mình mua sao với cái bớt ở trên đai trái của anh vậy đó. Cái bớt trên đai trái. Anh về với mẹ con nghe nha. Em và con nhớ anh là sân trường cũng có một cái bước trên dây trái. Anh nè, em đặt tên cho con là Thái Nguyên. Anh thấy sao? Anh có còn nhớ lần đầu tiên em với anh gặp nhau không? Thì em cứ nhìn mắt nhìn lên trời để nhìn bay trôi. Đúng là con bé hẳn hay rồi. Rồi chỉ cho em ngắm bay cho mặt biển. Không thể nhầm lẫn được. Em muốn tên con gắn liền với kỷ niệm của hai chúng ta. Sân trường và sương mai. Cái bước. Em nhớ anh nhiều lắm. Thái My không phải là con của ông Minh. Nó có vết xăng trên vai trái, giống như lời Lệ Hoa mô tả. Thái My thật sự là con của Xuân Trường. Miếng mồi ngon này không thể nào lọt vào tay của ông Cẩn đó được. Ông Cẩn này ghê thiệt. Cái gì ông đó cũng biết hết. Cô đi đâu vậy? Em cái gì? Ở ngoài bến tàu, người ta báo cho tôi biết hôm qua cô đã rời khỏi Sơn Tùng. Em có một chút việc riêng. Cô quên rằng cô đang trong thời gian bị kỷ luật à? Cô nè, tôi giao cho cô có mỗi nhiệm vụ đi bắt hai đứa nhỏ mà cũng không xong nữa. Trong khi các đội khác họ tìm về 5-7 đứa. Cô đúng là vô tích sự mà. Từ hôm nay, cô sẽ giống y như những đứa trẻ khác thôi. Với tất cả những ai đã phạm sai lầm đều phải chịu chung một cái nội quy của trường Sơn Tùng. Tôi sẽ cho một người khác lên quản lý thay cô để quản lý tất cả những đứa nhỏ. Chị Cô! Hai đứa bay, quản lý chặt chẽ nó cho tao. Dạ. Yeah. Con không thích coi phim hoạt hình hả? Dạ không, con thích coi thể thao ạ. Cái thằng này giống ma. Nè Kim. Dạ. Tối nay ba mẹ tính tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mà tối nay á lại là đám cưới của cậu Trường, nên ba mẹ sẽ tổ chức bữa khác nha. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con ra mở cửa nha ba. Coi ai vậy con? Dạ. Ta. Wow, chiều tối sinh nhật á mà có quà rồi nha. Của anh Tuấn đó. Anh Tuấn nghĩ gì vậy? Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Kim. Chúc Kim vui vẻ và hạnh phúc. Sao thằng Tuấn nó không vô nhà chơi hả con? Dạ, chắc Tuấn sợ ba phản đối. Mai muốn con gặp Tuấn thì cứ mời tới nhà chơi đàng hoàng.
ba mẹ đồng ý mà. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Chị kia, chị làm cái gì trong phòng tôi vậy? Bà Hoàng Cúc nói kể từ bây giờ phòng này là phòng của tôi. Tôi không tin. Tùy cô, không tin cứ đi hỏi đi. Đừng có đụng với đồ của tôi. Kim Bình à, thời của Kim Bình bây giờ đã hết rồi. Bây giờ là thời của Bình Kim. Tôi không tin. Tôi sẽ hỏi bà Hoàng Cúc cho ra lẽ. Tùy cô, cứ đi hỏi đi. Mày bắt được bao nhiêu đứa rồi? Đem về đây hát cho tao. Tại sao chị lại làm như vậy? Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là mày bị đuổi đó con. Đây là hậu quả dành cho tất cả những cái kẻ nào không biết nghe lời Hoàng Cúc này. Mày có hiểu không vậy hả? Chị cái gì? Danh ơi. Tôi nhà không? Danh ơi. Danh. Mày đâu rồi Danh ơi? Danh. Sao thằng Khẩn nó lại biết chỗ này ta? Biết mình giấu được này, tao sẽ không để cho mày yên đâu, thằng Cẩn. Cô Kim Bình bị phạt đó. Mày chỉ để ý nha. Hôm nay nhìn mà cô Kim Bình hiền lắm á. Mà mấy bữa nay cô Kim Bình có vô phòng con gái ngủ không? Có. Nè em. Dạ. Làm nhanh lên coi. Có cái lan can mà làm từ sáng tới giờ cũng chưa xong nữa. Ê, bà Bình Kim bà dữ quá. Bà còn giữ con cô Kim Bình hồi xưa nữa đó. Im lặng hết coi. Làm việc mà nhiều chuyện đó hả? Người gì đâu mà giữ. Giữ như chẳng.
đồ ăn lâu quá. Đấy thằng mày, có im đi không hả? Đợi một lúc tôi đồ ăn sao lên. Hôm nay mới được gặp chú à. Quá ra chú là ba của cô dâu đó. Đúng là con gái giống ba là giàu ba họ đó. Sếp em quên, sếp con thật là may mắn. May mắn có một người ba vợ chú. Lỗi quá. Dạ em chào chị, cô Kiếm Ma vậy? Dạ chị ơi, cho em gặp cậu Trường đi chị. Cô là gì của cậu Trường? Dạ là người quen. Ủa, cô là người quen mà không biết hôm nay là ngày cưới của cậu Trường hả? Ủa, hôm nay là ngày cưới của cậu Trường hả? Mà chị ơi, chị biết cậu Trường đãi đám cưới ở đâu không vậy chị? Tôi nghe nói đãi đâu ngoài bãi biển á. Đám cưới sao lại đãi bãi biển ta? Tôi không biết cậu tính sao nữa. Đãi ngoài bãi biển lỡ trời mưa gió không biết chạy đâu mà trú. Dạ vậy thôi. Dạ em cảm ơn chị nha. Cô. Dạ. Cô có muốn nhắn gì lại với cậu không? Dạ thôi được rồi. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em chào chị. Sợi chỉ ổ bánh kem rồi đã phá được rồi. Chị giỏi, sao chị không làm đi? Bấy em làm hoài. Chị nhát. Chị nhát cũng mày đặt. Không hợp quá. Ê con, hôm nay á, đám cưới ba mình mà mặc trù. Đúng rồi, đám cưới ba mình mà phải vui chứ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự lễ thành hôn của tôi và Mỹ Linh. Nhìn đây, tôi cũng xin thông báo với tất cả mọi người về một điều mà từ bấy lâu nay tôi chưa có cơ hội để nói. Tôi xin tặng 100 suất học bổng cho 100 em ở làng Hải Lưu có hoàn cảnh nghèo muốn vượt khó, với mong muốn là thấy các em được cấp sách tới trường như bao trẻ em bình thường khác. Chú Trường tốt quá à. Vậy là mấy trẻ em lang thang á cũng được đi học rồi. Ừ đúng rồi đó. Tôi cũng xin cảm ơn nơi đây đã cho tôi một người vợ hiền. Cảm ơn em vì em đã yêu anh. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chúc phúc và chơi vui cùng chúng tôi. Ừ.
xin cảm ơn ba của người vợ hiền của tôi. Con mời ba. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Tôi à? Đúng vậy. Có chuyện gì vậy chị? Tôi nguyện xuống đây. Tôi xin lỗi ông về tất cả mọi chuyện. Tôi biết hôm nay là ngày vui của ông. Tôi đến đây để nói chuyện này là không phải. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Hôm nay tôi muốn cho ông biết một sự thật. Ô, này, này, này. Em, hôm nay em đến đây làm gì vậy? Hả? Ông buông tôi ra. Em có biết hôm nay là đám cưới của sếp anh không? Em làm cái gì vậy? Hả? Thôi, đi về đi. Đứng lên, mau. Ông buông tôi ra. Trời em, chuyện này là sao? Em sẽ giải thích cho sếp sao? Em của em nó bị thần kinh từ nhỏ. Đó, đó, rồi chắc là hôm nay uống thuốc... Tôi muốn nói cho ông nghe một sự thật. Ông nghe một sự thật. Bao nhiêu năm qua ông hại chồng hại con tôi, chưa đủ hay sao? Không muốn cái gì nữa. Cái gì? Buông tôi ra đi. Không muốn cái gì nữa đây. Đem xuống cho tôi. Cứu đi. Nghe không? Ông tránh ra đi. Chú nghe này, cái gì? Nè, mày thấy kết quả của mẹ mày buổi tối đêm nay như thế nào vậy đó? Nếu như thái độ của mày tối nào không được tốt, thì tối nào mày cũng không được yên. Chứ đừng có nói là cầu xin cho mẹ mày, nghe chưa? Anh làm gì đi? Mà sao hôm nay chú cẩn kỳ quá à? Tự nhiên đánh người ta. Nội sao ba làm vậy vợ? Ông Trường ơi, hãy nghe tôi. Đừng có tin lời ông Tấn. Ông Trường, hãy nghe tôi. Ủa? Mẹ có làm gì vậy? Gì đó? Cô rất là ghét cô. Cô đã cướp bài chuyện của con, ghét cô lắm. Gì đó? Cô không được nói với con Mỹ Linh như vậy. Mỹ Linh! Bởi vì cô Mỹ Linh mà đánh con hả? Mỹ Linh! Mỹ Linh! Mỹ Linh! Mỹ Linh! Em đứng lại đó! Thank you.
Người mà phải đám cưới của ba là bà Phù Thủy nè, đang đứng bên cạnh con nè. Con rất là ghét bà. Cậu Trường. Anh Trường, anh Trường. Ê Trường đừng giận con nha. Con xin lỗi ba. Ai thằng kia? Cẩn kêu tụi bay theo tao để làm gì? Trời ơi! Dạ dạ dạ, anh kêu hai con theo để coi ông ở chỗ nào nữa mà. Nơi tao ở là bốn bể, tao ăn muối, còn nhiều hơn tụi bay ăn cơm nữa kìa. Giờ ông muốn gì? Tao muốn hai thằng bay làm việc ngược lại cho tao. Tụi bay không còn con đường nào khác để lựa chọn. Hồi xưa tao cũng là hải tặc, nhưng hết thời hết thế về làm dân thường. Đây tao không có nhiều bằng thằng Cẩn, nhưng mà đàn em á thì tao có thừa. Tao chỉ cần lên tiếng một cái, thằng Cẩn chạy còn không thoát, huống chi hai thằng bay. Bây giờ ông muốn tụi tôi làm gì? Tao muốn chơi một trò chơi với thằng Cẩn. Nếu hai tụi bay chịu làm việc cho tao á, thì tụi bay vẫn được hưởng lợi từ thằng Cẩn. Hay tụi bay muốn nửa đời còn lại ở đây? Không, mình theo ổng đi anh ơi. Chắc mình theo ổng thôi. Sao? Một đêm trong nhà kho thế nào? Ông mà không lôi tôi đi, tôi thề tôi sẽ nói hết. Xem ra sau một đêm cũng đã mạnh mẽ lên rồi. Ông Cẩn, ông hãy trói tôi thật chặt, nhốt tôi thật kỹ đó. Đừng để tôi thoát ra, nếu không ông sẽ không khí với tôi đâu. Vậy cô định làm gì tôi? Tôi không làm gì được ông, nhưng tôi sẽ báo công an, nhờ chính quyền can thiệp. Cô nhìn cái mặt thằng Cẩn này mà biết sợ công an hả? Cô không cần phải đi báo công an, mà tôi sẽ là người đi báo công an. Công an mời tới đây là cô mới là người sợ, chứ không phải là tôi. Tôi sẽ cho hai mẹ con cô vào tù. Mẹ con tôi không có tội gì hết. Không có tội gì hết? Cô đã lên kế hoạch để cho thằng con trai của cô trở thành con của một doanh nhân giàu nhất cái làng này. Vậy mà cô nói là cô không có tội hả? Tôi không làm chuyện đó. Không làm, không làm nhưng cô phải có tội. Bởi vì thằng Cẩn này muốn ai có tội thì người đó phải có tội. Cô hiểu chưa? Ác nhân,
ông sẽ trả giá. Bây giờ cô hãy dành thời gian mà nghĩ tới cái cảnh cả gia đình cô cùng đoàn tụ ở trong tù. Lúc đó đó, tha hồ mà quyền rủa. Được á, chào mọi nha. Chạy dưới khách một bài nè. Khách một rồi, về cái chú cẩn đi. Thôi, chơi đại đi. À, đúng không? Ít nè. Tân, chơi chơi với mình nha Tân. Thắng, hai bạn đi chơi mình nha. Đang học rồi. Ốc nhỏ, đi chơi. Bận chơi caro rồi. Mày muốn nói chuyện với Thắng gì vậy? Không cần. Sao mẹ lại làm như vậy? Cô Mỹ Linh là người tốt mà. Tại vì ông Cận bắt mẹ mèo đi uy hiếp mèo á. Mẹ mèo? Ừ. Cái người hôm qua trong đám cưới á. Ừ, mẹ nói thiệt hả? Tại sao lúc đó mẹ không nói ra tất cả sự thật cho mọi người biết? Tại vì mẹ sợ ông Cận bắt mẹ mèo đi tù. Ông Cận, ông rất là độc ác. Bây giờ mẹ không muốn làm con nhà giàu nữa đâu. Mẹ chỉ muốn sống như xưa thôi à. Vậy bây giờ mẹ tính sao? Mẹ sẽ nói cho ba Trường biết hết sự thật. Để ba Trường cứu mẹ mèo. Mẹ cẩn thận nha. Vì ông Cẩn á, ông rất là ghê gớm. Giống như chuyện của ba Quốc Thắng đó. Quốc Thắng đâu dám nói cho ba Quốc Thắng biết là tai nạn đó là do ông Cẩn hại đâu. Hay bây giờ Quốc Thắng với mèo đi báo công an đi. Thôi, không được đâu, bắt công an là mẹ cũng bị bắt luôn á. Mẹ không muốn ở tù đâu. Mẹ chỉ muốn nói cho ba Trường biết thôi. Ủa, mà sao hôm nay mẹ đã ra tất cả sự thật cho Quốc Thắng biết vậy? Tại mèo sợ lắm. Với lại chỉ có mình Quốc Thắng á, là chịu nghe mèo nói thôi à. À nè Quốc Thắng. Ừ, Quốc Thắng nói với mấy bạn á là chơi lại với mèo đi. Mèo sợ bo xì lắm nha. Mèo yên tâm đi, Quốc Thắng hiểu mèo mà. Bản đồ của tôi đâu? Bản đồ của chú đây. Ông là bạn quý tính lắm. Quá ra là phải báo lại bạn có.
tiếc là phải có bốn mảnh như vậy mới tìm được kho báu. Vậy những mảnh còn lại đâu, ông biết không? Không biết. Dần dần đi, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cũ, gấp năm đi, thậm chí là gấp mười luôn, cho tất cả những tấm bản đồ còn lại. Được. Ông phải tìm nó bằng được cho tôi. Có tin gì mới tôi sẽ gọi cho chú. Thôi, ông về đi. Cẩn, thằng Cẩn kia. Dạo này mày hơi bị vô lễ đó nghe. Trả lại cho tôi. Trả cái gì? Ông mày khùng hả? Báo đồ nào? Chính ông là người đã lẻn vào nhà tôi ăn cắp cái bản đồ của tôi. Tao chẳng biết bản đồ nào hết. Tao bị điên hả? Cô ăn đi cô, đang chua rồi hết giờ. Cô Kim Bình ơi, ăn xong còn phải dọn phòng học nữa. Cô phải cố gắng ăn cho thật căng bụng thì mới có suất làm được chứ. Cô Kim Bình ơi, ăn rau là cá mới cao, ngon nhất trên đời. Ăn đi cô. Mẹ xin nói cho mẹ chưa biết hết sự thật, để mẹ chưa cùng mẹ.